Chào cả nhà, và hôm nay chúng ta sẽ đi một bài samba Soy Desperado. Bài này sẽ có 4 câu 4 hướng bắt đầu bằng chân phải trước. No start, no restart. Bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu nhé. Chân phải chúng ta chuẩn bị. Câu số 1 chúng ta sẽ đi bước samba Botafogo. 1 và 2, 3 và 4, 5 và 6 chúng ta sẽ chuyển hướng 90 độ qua phải. 5 và 6, 7 và 8 chúng ta sẽ chuyển từ trước ra sau, theo chiều bên trái. 7 và 8. Chúng ta thực hiện lại ạ. Một và hai, ba và bốn. Chúng ta sẽ chuyển 90 độ qua phải nào. Bước chân phải lên. Năm và sáu, chuyển qua phải. Bảy và tám, chúng ta sẽ xoay ra sau ha. Bước chân trái qua là bảy. Bắt đầu là chúng ta chuyển 90 độ nè. Và chúng ta đưa chân phải. Và tám, chúng ta thực hiện lại chân trái, đặt lại chân trái để chuyển hướng từ trước ra sau. Một lần nữa với câu số 1 ạ. 1 và 2, 3 và 4, 5 và 6, 7 và 8. Và các chị nhớ giùm em ha, khi chúng ta đi samba là chân của chúng ta, gối của chúng ta nó sẽ hơi sốt nhẹ và hai cái gối của chúng ta nó sẽ phải chạm lại với nhau. Những cái này em đã nhắc rất là nhiều rồi. Những video cơ bản đều có những cái phần này hết rồi các chị ha. Chúng ta tiếp tục câu số 2. Tư thế này, câu số 2 chúng ta đang facing mặt 9 giờ. Chúng ta sẽ thực hiện bước mambo. 2 và 2, 3 và 4. Đặt chân trái xuống luôn. 5 và 6 chúng ta sẽ thực hiện volta từ trước ra sau theo chiều bên phải. 5, bước chân phải lên. Và bước chân trái qua ngang chuyển hướng 90 độ về 12 giờ. 6, chúng ta sẽ di chuyển chân phải để chuyển người về hướng 3 giờ. Là chúng ta sẽ di chuyển từ trước ra sau theo chiều bên phải ạ. Chúng ta thực hiện lại câu số 2. 2 và 2, 3 và 4, 5 và 6, 7 và 8. Chúng ta thực hiện bước đổi chân với chân trái nha. Chân trái đang ở sau, chúng ta lùi chân trái. 7 và 8. Chúng ta làm lại một lần nữa chỗ này ạ. Lùi, 7 và 8. Chúng ta sẽ thực hiện lại hết câu số 2. 2 và 2, 3 và 4, 5 và 6, 7 và 8. Chúng ta sẽ qua câu số 3. Câu số 3 chúng ta đi bước cha cha tiến forward lock lên. 3 và 2, 3 và 4 chúng ta chuyển hướng 90 độ qua bên phải. 3 và 4. Điểm trên phải 5 và 6, thu chụp và chuyển hướng 90 độ qua phải. Và 6, 7 và 8 chúng ta sẽ thực hiện bước đổi chân chuyển hướng 90 độ về bên trái nữa, là về lại hướng 6 giờ. 7 và 8. Chúng ta thực hiện lại câu số 3. Chân phải ở sau, thực hiện bước cha cha tiến nào. 3 và 2, 3 và 4 chuyển hướng 90 độ qua phải. 3 và 4. 5 và 6 chúng ta sẽ thực hiện điểm 2 lần nha. 5 và 6 chuyển hướng 90 độ qua phải nữa. Đây, từ đây ạ. Chân phải ở sau, điểm chân phải ra 5 và thu chân chuyển hướng 90 độ qua phải. Và 6, điểm chân trái ra.
Rồi 7 và 8 vẽ đổi chân về lại hướng bên trái nào. 7 và 8. Bây giờ chúng ta sẽ qua câu số 4. Câu số 4 chúng ta sẽ đi theo góc ha. Đi chéo góc như thế này. Mọi người quan sát em đi trước ha, là 4 và 2, 3 và 4 chéo một góc nè. 5 và 6 chéo hai góc nè. 7 và 8 chéo góc thứ ba nè. Em sẽ quay lưng để mọi người xác định góc của câu số 4 trước nhé. Chúng ta thực hiện câu số 4 cùng chiều nào. 4 và 2, chúng ta vẽ chân đặt xuống là 3 và 4, thực hiện chéo góc lần thứ nhất qua bên phải. Tiếp tục 5 và 6, chúng ta sẽ thực hiện chéo góc lần thứ hai qua phải nữa nha. 5 và 6 chuyển hướng chưa ạ? 7 và 8 chúng ta tiếp tục thực hiện chéo góc một lần nữa. 7 và 8. Và lúc này chúng ta sẽ thực hiện hướng thứ hai ở phía bên phải góc 4 thẳng hướng này. Vậy là có nghĩa nãy câu 4 em đang đi ở 12 giờ đúng không ạ? Khi mà câu 4 chúng ta bắt đầu 12 giờ thì chúng ta sẽ thực hiện là bên trái nhé. Em đang ở mặt này là 6 giờ thì bên tay trái của em nó sẽ là 3 giờ. Vậy thì chúng ta ở đây câu 4 chúng ta đi xong chúng ta sẽ về hướng này coi có phải không chị nhé. Chân phải ở sau câu 4. 4 và 2 vẽ chân. 3 và 4 chéo góc phải đầu tiên, chéo góc phải thứ hai nào. 5 và 6 chéo góc phải thứ ba nào. 7 và 8. Sau đó hướng thứ hai chúng ta sẽ đi mặt này là 3 giờ. Chúng ta sẽ thực hiện là Samba Butafugo trở về hướng này. Chúng ta sẽ làm lại hết bài cùng với kết hợp với tay đó chị nhé. Bài này câu số 4 nó sẽ hơi rắc rối một tí, cho nên là chúng ta nhảy chúng ta phải xác định hướng trước và từng câu một để cho nó kỹ càng để nó không bị nhầm lẫn ạ. Câu số 1 chúng ta đi. 1 và 2. Ở đây em sẽ lên tay phải ha. Chân trái thì tay phải chúng ta lên cao, tay này chúng ta áp trước bụng hoặc là chúng ta ra tay trước đều được ạ. 3 và 4. Chuyển hướng 90 độ phải nào. 5 và 6. 7 và 8 chuyển ra sau nào. 7 và 8. Câu số 2 thực hiện bước mambo. 2 và 2. 3 và 4. Đưa chân phải lên đi vuông ta ra sau. 5 và 6. 7 và 8 thực hiện đổi chân. 7 và 8. Câu số 3 cha tiến forward lock. 3 và 2. Chuyển hướng 90 độ phải. 3 và 4. Điểm chân 2 lần. 5 chuyển hướng nào và 6. 7 và 8 đổi chân chuyển hướng về bên trái nữa nào. 7 và 8. Câu số 4. 4 và 2. 3 và 4 góc phải đầu tiên. 5 và 6 góc phải thứ hai. 7 và 8 góc phải thứ ba. Bây giờ chúng ta sẽ qua vua thứ hai. Vua thứ hai chúng ta sẽ thực hiện theo chiều kim đồng hồ ha. Hướng 3 giờ. 1 và 2. 3 và 4. 5 và 6 nào, chúng ta chuyển hướng 90 độ phải nào. 5 và 6 chuyển ra sau nào. 7 và 8. Câu số 2 mong bồ trước nào. 2 và 2. 3 và 4 chúng ta ra sau. 5 và 6 đổi chân. 7 và 8 cha forward lock. 3 và 2. 3 và 4 điểm 2 lần. 5 và 6 đổi chân nào. 7 và 8. Câu số 4 nhé. Đi 4 góc, góc 1, góc 2, góc 3 ở bên này nha. 4 và 2. 3 và 4 góc đầu tiên bên phải.
5 và 6 góc thứ hai bên phải, 7 và 8 góc thứ ba bên phải. Rồi bây giờ chúng ta bắt đầu ngôi thứ ba ở mặt 6 giờ. Chúng ta sẽ trở về hướng chính 6 giờ là hướng này nha. Bước Samba Butafugo, 1 và 2, 3 và 4, vuốt ta nào, 5 và 6 ra sau nào, 7 và 8, mông bổ, 2 và 2, 3 và 4, 5 và 6, 7 và 8, 3 và 2, 3 và 4, 5 và 6, 7 và 8, 4 và 2, 3 và 4, 5 và 6, 7 và 8, qua 4, mặt 9 giờ, 1 và 2, 3 và 4, 5 và 6, 7 và 8, 2 và 2, 3 và 4, 5 và 6, 7 và 8, 3 và 2, 3 và 4, điểm 5 và 6, 7 và 8, 4 và 2, 3 và 4, 5 và 6, 7 và 8. Sau đó chúng ta thực hiện lại là 1 và 2. Chúc cả nhà thành công với bài Samba Soy Desperado.